Xin chào anh em. Một tin vui dành cho anh em nào mà đang sử dụng cho mình chiếc iPhone XS, iPhone XR hay là iPhone XS Max, thì đó là sau một ngày sử dụng iOS 17 ở trên chiếc iPhone XS này, mình gần như không gặp phải bất kỳ một lỗi gì cả. Và tất nhiên rồi, nếu như mà một chiếc máy ở cuối danh sách update iOS 17 mà vẫn còn sử dụng ngon và mượt mà như vậy ấy, thì những anh em nào mà đang sử dụng cho mình iPhone 11, iPhone 12 hay là iPhone 13 ấy, thì chắc chắn là cũng chẳng phải lo gì đâu. Vậy thì cụ thể những cái trải nghiệm của mình với iOS 17 ở trên chiếc iPhone XS này như nào? Thì còn chần chờ gì mà không? Bắt đầu thôi. Thì đây, như em có thể đang thấy trên màn hình, đó chính là những bức ảnh về thời lượng sử dụng ứng dụng cũng như là tốc độ sụt pin trên chiếc iPhone XS mà mình đã cài iOS 17 từ trưa ngày hôm qua đến giờ. Trong cái khoảng thời gian từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng, tức là loanh quanh tầm khoảng từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ, mình đã xem video trên YouTube này, xem video trên TikTok và cả lướt Facebook mà cũng đa phần là xem video trên Watch, thì chiếc máy này nó đã tụt pin từ 98% xuống chỉ còn loanh quanh tầm khoảng là 12%. Đây, ở thời điểm hiện tại thì nó chỉ còn 8% thôi. Vậy là như anh em có thể thấy, một chiếc iPhone XS ở trên phiên bản iOS 17 hoàn toàn có thể đạt được cái thời lượng pin khi mà anh em xem video loanh quanh tầm khoảng từ 4 đến 5 tiếng. Thế nên nếu như mà anh em đang sử dụng chiếc máy này cho những cái tác vụ cơ bản hơn như là nghe gọi này, lướt web, chat chip với bạn bè thôi ấy, thì hoàn toàn iOS 17 trên iPhone XS có thể đạt tới thời lượng sử dụng từ 6 đến 8 tiếng một cách hoàn toàn thoải mái. À đấy nhá, anh em có thể thấy ở đây, đó là trong suốt khoảng thời gian sử dụng thì mình không hề ngần ngại gì luôn, bật hết tất cả mọi thứ từ dữ liệu di động 4G này, Wi-Fi rồi cả Bluetooth, và tất nhiên rồi, mắc độ sáng cho nó căng. Câu hỏi tiếp theo đó là mình có gặp bất cứ tình trạng gì liên quan đến việc nóng hoặc là đơ lát ở trên chiếc iPhone XS này không? Thì kể từ trưa ngày hôm qua, tức là cái lúc mà mình cài iOS 17 lên chiếc máy này cho đến tận bây giờ là 12 giờ 05 phút trưa ngày hôm sau, thì trộm vía là mình không hề gặp bất kỳ cái tình trạng đơ hay là tình trạng giật lag gì cả. Máy thì cũng không bị nóng quá, mà chủ yếu nhá là sẽ nóng ở cái phần con chip khi mà anh em sử dụng những cái tác vụ nặng nề như là khi mà anh em xem video quá nhiều, chứ không hề bị nóng ran cả máy. Tuy nhiên, có một cái điều mà mình để ý, đó chính là khi mà anh em sử dụng những cái tính năng mới nhất, đó chính là AirDrop và NameDrop trên chiếc iPhone XS này ấy, thì nó sẽ có dấu hiệu là nóng hơn bình thường. Bởi vì đây là những cái tính năng mới, anh em sẽ cần phải sử dụng những con chip NFC, và có lẽ là chiếc máy này nó sẽ hơi bị overheat quá khi mà anh em sử dụng những cái tác vụ đấy. Thế nên mình khuyên là nếu như mà anh em đang sử dụng những cái mẫu máy cũ như này ấy, thì tốt nhất là không nên nghịch cái tính năng đấy quá nhiều. Mặc dù mình biết iOS 17 đây là một trong những cái tính năng gọi là sao, ăn tiền nhất. Còn lại với tất cả những cái tính năng khác từ cơ bản như là nghe gọi hoặc là lướt app social, xem YouTube ấy, thì anh em cứ yên tâm, bởi vì anh em sẽ không gặp phải tình trạng giật lag gì đâu. Chỉ trừ việc là máy anh em nào mà đã sử dụng lâu quá rồi, pin đã hơi cũ quá, hoặc là cái dung lượng ở trong máy không còn quá nhiều, thì khi đấy anh em mới có thể gặp cái tình trạng giật lag ở trên iOS 17 thôi. Tiếp theo chính là cái điều mà chắc chắn là em mong chờ nhất. Mình sẽ cùng với cả các anh em đi test xem là những cái tính năng của iOS 17 liệu nó có được cập nhật một cách đầy đủ ở trên chiếc iPhone XS này không nhá. Đầu tiên sẽ là AirDrop và NameDrop, những cái tính năng bling bling mà chắc chắn là anh em đang mong chờ nhất. Đây thì rất đơn giản thôi, anh em sẽ cần phải bật Bluetooth hoặc là AirDrop ở trên những chiếc máy mà anh em cần phải nhận file, và sau đó thì anh em sẽ chỉ cần đưa chúng lại gần với nhau thôi. Đây, mình đang có hai chiếc iPhone và anh em có thể thấy là với việc chỉ cần đưa nhẹ đầu của hai chiếc iPhone này với nhau thôi thì những cái hiệu ứng nó cũng đã hiện lên một cách rất là đầy đủ rồi, đúng không? Thế nên anh em nào mà đang sử dụng iPhone XS hoặc là iPhone XS Max hoặc là cả iPhone XR nữa thì cũng yên tâm nhá. Tất cả những cái nội dung từ số điện thoại này đến thẻ liên lạc cho đến thậm chí là cả một cái tính năng mà mình vừa mới phát hiện được vào đêm hôm qua, đó chính là nếu như mà anh em đang xem một cái video nào đấy bất kỳ ở trong album ảnh của mình hoặc thậm chí nhá là ở trên TikTok, thì anh em sẽ chỉ cần bật sẵn cái video của TikTok đó lên, sau đó đưa hai chiếc iPhone vào gần với nhau. Vậy là ở trên chiếc iPhone còn lại, anh em đã có thể xem video TikTok đó ngay từ đầu, hoặc thậm chí là share play với cả chiếc iPhone XS này cũng được luôn. Và tất nhiên rồi, khi mà em đã sử dụng được AirDrop và NameDrop thì anh em cũng sẽ tạo được cho mình một cái thẻ contact riêng ở trên chiếc iPhone XS này. Đây, anh em sẽ chỉ cần vào trong cái mục gọi điện này hoặc là danh bạ, sau đó nhấn vào cái thẻ tên của tôi và chỉnh sửa cái thẻ profile này một cách tùy ý anh em. Anh em có thể lựa chọn từ emoji, từ memoji của chính mình, sau đó đổi ảnh này và đổi thậm chí là cả tên gọi của mình nữa cũng được luôn. Tất cả mọi thứ anh em đều có thể truy cập được với những cái setting của iOS 17 ở trên chính chiếc iPhone XS này. Cái tính năng tiếp theo mà anh em mong đợi là gì nhỉ? Đúng rồi, Safari giờ đây đã có Face ID dành cho tab riêng tư. Đây, thì trên chiếc iPhone XS này thì anh em cũng sẽ truy cập được một cách rất là dễ dàng. Vào Safari,
Sau đó ở đây anh em sẽ nhìn thấy là tab Private này. Anh em khi mà anh em bấm vào tab Private nhá, thì nó sẽ hiện ra cho anh em là What News in Private Browsing, có nghĩa là có điều gì mới ở trong trình duyệt Private này. Thì đây anh em có thể thấy ở đây, đó chính là chúng ta sẽ được khóa bằng Face ID, một cái tính năng mà mặc dù là những cái hãng Android khác đã có rồi, nhưng mà đến tận iOS 17 thì iPhone mới có. Đấy, thế nên là anh em nào mà đang sử dụng cho mình những cái thứ riêng tư thế, nhớ lên iOS 17 đi nhá. Tiếp theo sẽ đến với cả những cái tính năng cực kỳ hữu ích mà đối với bản thân mình, chứ mình không biết các anh em sao, đó chính là khả năng để có thể tương tác với cả những cái widget trực tiếp ở trên màn hình chính. Đây, anh em có thể thấy ở đây đó là mình đã để sẵn một vài cái widget, widget nhắc nhở này và widget nhạc. Thì chúng ta hãy đến với cả widget của cái app nhắc nhở trước nhá. Đây mình đã để sẵn ba cái đầu mục, đó là làm kịch bản này, quay video YouTube và chụp ảnh thăm. Đây, mình đã làm kịch bản xong. Thì khi mà mình nhấn đăng làm kịch bản thì cái đầu mục đấy nó sẽ biến mất và chỉ để lại cho mình hai cái đầu mục còn lại, đó chính là làm video YouTube và chụp ảnh thăm thôi. Ngoài ra thì với cái widget nhạc, anh em cũng sẽ có thể play được cái album gần nhất mà anh em play này, hoặc là ba bài hát gần nhất nếu như mà anh em để một cái widget vừa vừa cỡ trung như mình đang để ở đây. Thế nhưng chắc chắn là những cái tính năng đấy thì các ông cũng đã biết cả rồi. Cái điều mà anh em quan tâm ở đây ấy, đó chính là việc tương tác với cả các widget này có mượt mà hay không. Thì mình confirm nhá, là rất mượt mà. Đây, nhưng mà mình bấm play này, nhạc cũng sẽ được nổi lên ngay. Hoặc là khi mà mình bấm đầu mục nhắc nhở thì cái đấy nó cũng sẽ biến mất ngay lập tức. Thế nên là iOS 17 với widget ở trên màn hình chính rất mượt. Rồi, và tiếp theo khi mà anh em bấm vào widget nhạc này, thì nếu như mà anh em nào mà đã quen thuộc với cả những cái cập nhật mới trên iOS 17 rồi ấy, thì anh em sẽ không hề bị bất ngờ với cả việc là bìa album giờ đây cũng có thể là những cái hình động. Thế nhưng mình không hiểu tại sao với chiếc iPhone XS này, mặc dù mình đã cập nhật theo rất đúng cách từ chính Apple, sau đó bật tất cả những cái cài đặt liên quan đến cái phần bìa album động này rồi, thế nhưng khi mà mình bấm vào bất kỳ một bài hát nào, hoặc thậm chí nhá, đây, như anh em có thể thấy cái bài Save Your Tears này, nó là một cái bài có sẵn hình động. Mặc dù là kể cả khi mà anh em bấm chạy này thì nó cũng vẫn chỉ là một cái bìa album bình thường thôi, nhạc vẫn đang chạy nhá. Đấy, thế nên là những anh em nào mà đang sử dụng cho mình chiếc iPhone XS hoặc là những cái đời ngang bằng ấy, thì có thể là sẽ không sử dụng được cái tính năng này, cái tính năng ảnh bìa động ở trên những chiếc máy iPhone của mình trên iOS 17. Một cái tính năng khác mà mình cũng không hề thấy xuất hiện ở trên iOS 17 trên chiếc iPhone XS này, đó chính là khả năng tạo giọng nói bằng AI. Về cơ bản ấy, thì với những chiếc máy khác, anh em chỉ cần bật cái cài đặt này ở bên trong phần setting, sau đó nói một vài cái mẫu câu và cuối cùng ấy, chiếc iPhone sẽ tạo ra một cái giọng nói giống y hệt giọng nói của anh em. Có điều là nó hơi máy móc một chút thôi. Thế nhưng với chiếc iPhone XS này ấy, mình thậm chí còn không tìm thấy cái mục đó đâu. Rất có thể là Apple đã cắt bớt đi cái tính năng này ở trên những chiếc iPhone đời cũ. Còn lại, với tất cả những cái tính năng cơ bản khác như là set đồng hồ bấm giờ với tên, rồi set nhiều đồng hồ bấm giờ khác nhau, hoặc thậm chí nhá, là khi mà anh em vào trong phần chụp ảnh, thì bây giờ chụp ảnh anh em sẽ có một cái thanh cân bằng. Tất cả mọi thứ đều hoạt động cách trơn tru trên chiếc iPhone XS Max này. Vậy nên là nếu như mà anh em nào mà đang muốn upgrade cho mình lên phiên bản mới nhất, phiên bản iOS 17 trên những chiếc iPhone đời cũ ấy, thì anh em cũng hãy cứ update lên đi, đừng lo lắng gì nhiều. Chủ yếu là nó sẽ hơi nóng khi mà anh em sử dụng name drop hoặc là airdrop thôi, còn lại tất cả mọi thứ vẫn rất ok. Và nếu như mà anh em đang sử dụng cho mình một chiếc iPhone XS, iPhone XR hay là iPhone XS Max mà vẫn còn cảm thấy hơi lo ngại một chút, liệu có nên lên iOS 17 không nhỉ? Sợ nóng này, sợ giật lag, sợ chai pin nữa ấy, thì tốt nhất là các ông nên sắm cho mình luôn một con iPhone mới đi. iPhone 14 Pro Max hay là iPhone 15 series cũng được. Bởi vì ngay dưới đây mình sẽ để cho anh em đường link dẫn đến hệ thống cửa hàng của Cellphone S. Cellphone S thì anh em khỏi phải lo rồi, là đại lý ủy quyền của Apple, cam kết mang về đủ cho anh em từ bản này, màu sắc cho đến cả dung lượng nữa. Thế nên là em hãy click ngay đường link ở phía bên dưới nhé, để nhận những thông tin mới nhất cũng như là những khuyến mãi về dòng iPhone 15 series. Và vừa rồi cũng là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho anh em về trải nghiệm một ngày của mình với iOS 17 ở trên chiếc iPhone XS này. Còn anh em thì sao? Những em nào mà đang sử dụng iPhone XS, iPhone XR hoặc thậm chí nhá là iPhone 11 đi, thì cũng đừng quên chia sẻ trải nghiệm nếu như mà anh em đã lên iOS 17 ở phía bên dưới, để có thể khuyên hoặc là không khuyên các anh em khác lên iOS 17 hay không. Anh em cũng đừng quên là like, share và subscribe cho anh em TV, cũng như là follow chúng mình, bởi vì ngay tuần này thôi iPhone 15 series sẽ về và chúng mình sẽ không bỏ lỡ điều đó nữa đâu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.